hai cậu biết con khủng long nào là con khủng long mạnh nhất trên đời đây? Tất nhiên là con khủng long bên dưới này rồi. Tên, một con khủng long cổ dài nhá, rất là dài luôn. Mà con này nó còn có 4 cái chân cực kỳ to. 1, 2, 3, 4 và 1 cái đuôi. Ôi giời ơi, này các cậu ơi, cái đuôi này còn bị cụt rồi này. Không phải đâu. Đây này, con khủng long này mới gọi là con khủng long siêu mạnh đây này. Nhìn lên nó có 2 cái tay nhá, có thể chiến đấu nhá. Cái mồm này há to chưa, cặp này. Ở trên lưng còn có một cái vây rất là to. Đấy, cậu bé đây. Ui giời ơi, con khủng long của bạn Trang quả là mạnh nhất, còn bé hơn con này. Con này nó cắn nó phát vào cổ này. Khủng long cổ dài bị ngã rồi. Khủng long ăn thịt này chiến thắng rồi. Đây mới là khủng long mạnh nhất. Long ăn thịt đấy, nhiều răng đấy. Đây, để tôi xem nào. Con này á, trông cũng dữ dằn đấy. Thế nhưng mà chắc chắn là thua thôi. Xem nào. Ui, hai cái tay, giống như là con của cậu này. Con khủng long màu xanh này có 2 ngón tay thôi. Còn khủng long của tớ có tận 3 ngón tay cơ mà. Nào, chiến đấu nào. Chiến đấu nào. Con khủng long của bạn rồi. Kỳ lạ thật, con khủng long này sao nó nhanh nhẹn thật đấy. Khủng long của tớ chưa kịp lao vào mà nó đã lao vào, nó cắn cổ khủng long của tớ rồi. Không phải con đấy mạnh đâu, chị còn biết có một loài em cực kỳ mạnh luôn, còn mạnh hơn con của em Cam. Đây này, các cậu nhìn thấy chưa? Một con khủng long. Ở lưng của nó có rất nhiều gai luôn. Mà cái con này nó còn có một cái thứ gì đặc biệt các cậu biết không? Hai cái sừng và hàm răng sắc nhọn. Nhìn cái mắt của nó này, đỏ lừ luôn. Khủng long chuyên chiến đấu đấy. Con này mới là khủng long mạnh. Ai chà, con này có mấy cái gai trên lưng thế này, thế thì không con nào cắn được nó đâu nhỉ? Hai con nó đang gườm gừ nhau này các cậu ơi. Ui, kia là của tớ, là con khủng long chuyên chiến đấu đấy. Con khủng long của bạn Sang, đầu nó to gấp đôi con khủng long màu xanh. Ui, nó leo vào cắn người kia. Ui, Cam ơi, con khủng long của em bị con khủng long của chị Trang cắn cho ngã gục rồi. Công nhận, con khủng long này trông nó oai phong thật đấy. Nó vừa to, xong nó lại còn vừa hung dữ cơ. Yeah, thế là khủng long của tớ là vô địch rồi. Cậu đừng có tự tin thái quá. Tớ còn biết có một con khủng long mới là siêu bạo chúa cơ. Con nào? Đây này, tớ tìm được rồi. Tìm thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Con này da nó bóng loáng mà nó dày cộp luôn. Vũ khí chiến đấu là cái hàm thế này. Có lực cắn rất là mạnh. Đấy, cậu nhìn ở trên người nó này, có những cái đường gân, đường cơ như kiểu là nó tập thể hình ý. Thế này, cho hai con chiến đấu này. Cắn đi này. Con đang lao vào cắn nhau rồi, nhưng mà chưa con nào giành chiến thắng cậu ơi. Con khủng long của tớ đã cắn được con khủng long của bạn Nhím rồi. Từ từ đã, hai con nó vẫn đang giằng co nhau mà. Hai con này chiến đấu với nhau ngang sức luôn. Yeah, con khủng long của tớ vẫn được con khủng long của bạn Nhím ngã ngửa ra rồi đây này. Nó vẫn đang cắn con khủng long của bạn Nhím. Sao nó còn cắn chân này. Ui, nó còn nhấc bổng con khủng long của tớ đây này các cậu ơi. Con khủng long của bạn Trang thật đấy, nó dai sức thật đấy. Tớ đã bảo ngay từ đầu rồi mà, con khủng long này là con khủng long vô địch, không con nào có thể đánh bại được nó. Không thể thế này được, mình không thể chịu thua bạn Trang được. Tớ sẽ phải đi tìm ra một con khủng long mạnh hơn con khủng long của bạn Trang mới được. Nào, lại đây khủng long ơi. Yeah, tớ tìm được một loại khủng long mới rồi. Lại đây nào khủng long ơi. Lại đây nào. Các cậu nhìn thấy chưa? Khủng long này. Nhìn đây này. Ui dồi, nó còn nhảy lên này. Đây là khủng long ba sừng đấy. Khủng long này á, mặc dù không phải là loài ăn thịt, nhưng mà nó có bộ giáp siêu dày luôn, chiến đấu được với mọi loài động vật. Ui dồi ôi, các cậu nhìn này, khủng long chiến đấu kiểu gì mẹ mất 2 cái sừng ở đây. Không phải đâu, bởi vì con này nó chuyên chiến đấu đấy. Nó từng gặp những đối thủ rất mạnh, thế nên là nó bị một chút thương tích nhưng không vấn đề gì. Nó có thể chiến thắng con của cậu dễ dàng luôn. Cái mặt này cứ cúi cúi gầm gầm như kiểu sợ sệt ý các cậu ơi. Đấy là nó đang hướng cái sừng về phía trước đấy. Nào bây giờ cho chiến đấu đi. Khủng long ơi, lao vào chiến đấu nào. Các bạn cổ vũ cho khủng long của tớ nha. Ui, con khủng long của cậu định lao vào nhưng khủng long của tớ nó húc cho cái này. Khủng long ăn cỏ làm sao đánh hại được khủng long bạn chúa. Con khủng long của cậu lao vào tiến lên đều bị cái sừng nó hất ra kìa. Đấy, sừng ơi, húc đi, dùng sừng húc cho con khủng long của bạn Trang nào. Cứ húc đi, khủng long của tớ không bao giờ bị sợ. Nhìn thấy chưa, khủng long chuẩn bị tấn công thôi. Đấy, nó đang gầm gừ đây này. Khủng long của tớ nó kẹp cổ
đẩy ngã rồi kìa. Ui, khủng năng của tớ còn chọc xuyên cả vào người khủng năng của cậu rồi. Húc này. Ui ui, khủng năng của cậu bị húc lăn xuống sàn rồi. Con khủng long ăn cỏ vẫn liên tục lắm sao con khủng long ăn thịt của tớ. Đúng rồi, con này nó như con tê giác ấy. Thế nên là nó đang rất là máu chiến cậu ơi. Nó húc còn xuyên cả qua người khủng long của cậu rồi. Ui, khủng long của tớ bị thua rồi các cậu ơi. Không thể trụ được rồi. Con khủng long ăn cỏ này quá mạnh. Thôi khủng long ơi, tha cho cái con khủng long đấy đi. Ồ, sao con khủng long này lại bị thua một con khủng long ăn cỏ nhỉ? Không thể nào. Bởi vì khủng long ăn cỏ này nó to hơn mà nên nó khỏe hơn. Khủng long này mới là khủng long mạnh nhất này. Tớ còn biết á, có một chỗ có một đàn rất nhiều các con khủng long như thế này luôn. Chỗ nào cơ? Đây này. Em Cam đang ngồi trên một con khủng long đây này. Amazing. Sao em Cam lại cưỡi được những con khủng long như vậy? Chưa. Em cưỡi như cưỡi người. Đây là thú cưng của em. Đây này các cậu ơi, con này cũng có 3 cái sừng này, con này cũng có 3 sừng này. Wow, toàn khủng long 3 sừng thôi. Đây là loài to lớn. Đúng rồi, những loài này là loài to lớn và ăn cỏ đấy. Và có sức mạnh rất là ghê gớm. Đây mới là những loài chiến đấu mạnh nhất các cậu ạ.